Chào mừng tất cả các bậc phụ huynh và các em học sinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu thêm một số các cái đồ ăn và đồng thời là học cách hỏi và trả lời về mùi vị, về các cái hương vị của đồ ăn khác nhau. Đầu tiên thì mình sẽ cùng nhau đi qua một số từ mới trước nhé. Đầu tiên, đây là món bánh đúng không? Cake. Nhớ có cuối cake. Next one, nước chanh đúng không? Mình có quả chanh ấy là lemon, nước chanh sẽ là lemonade. Next one, đây là món mì pasta theo phong cách của Ấn Độ ấy đúng không? Mà của nước của châu Âu hơn, pasta. Next one, pizza. And move to và bắt đầu chuyển sang các cái vị của đồ ăn nhá. Vị rất là tệ, nó sẽ có một từ là bad, bad. Rất là ngon, trông rất là ngon. Good, good. Quả chanh đúng không? Rất là chua. Những cái quả gì mà có vị chua mình sẽ dùng một từ đấy là sour, sour, sour. Và các cái loại bánh, những cái đồ bánh kẹo ấy, đúng không, nó rất là ngọt đúng không, mình còn có từ là sweet, sweet, sweet là ngọt đấy. Và trông đồ ăn như thế nào, mình hay dùng một từ là look, look, trông nó như thế nào đấy, look. Nó có mùi ra làm sao, mình có từ smell, smell là có mùi, có mình ngửi thấy nó mùi như thế nào, smell. Có vị thế nào, nếu mình nếm được có vị thế nào mình sẽ dùng từ là taste, taste, taste. Mình sẽ cùng nhau bắt đầu học về cấu trúc nhá. Đầu tiên là trông đồ ăn như thế nào, trông ok. Does the food look good, bad or sweet? Tức là mình sẽ có tên đồ ăn ở đây. Nếu mà mình nói là trông cái đồ ăn này thế nào, trông nó tốt không hay nó tệ, hay là trông nó có vẻ ngọt không ấy, nó có vị ngọt không ấy, đúng không? Thì thực ra là cũng có thể có nghĩa giống nhau. Yes, it does. Nếu mà có mình sẽ nói yes, it does. Mà không sẽ no, it doesn't. It looks. Mình sẽ cho thêm vị của nó vào đây. Does the pizza looks good? Yes, it does. No, it doesn't. It looks bad. Mùi vị nhá, mùi chẳng hạn thế. Ví dụ như ở đây mình có là một loại đồ ăn đấy, mình sẽ dùng một từ smell. Does smell good, bad or sweet? Mình sẽ trả lời nếu có yes, it does. Và không, no, it doesn't. It smells. Ví dụ nhá, does the pasta smell good? Yes, it does. Does the pasta smell good? No, it doesn't. It smells bad. Mùi vị của đồ ăn tương tự. Ở đây mình có Does taste good, bad or sweet? Yes, it does. No, it doesn't. It tastes. Does the orange taste sweet? Sorry các bạn, cho em lỗi nhá. Đây là orange rồi. Does the orange taste sweet? Yes, it does. No, it doesn't. It tastes sour. Cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc cái đoạn hội thoại trong bài nhé. I'm tired. I need a break. I can't have. Brian, what do you want? I want fish. Please, it looks good. Okay, it's ready. This looks bad. It smells bad. It tastes bad too. Đoạn này đang nói về mọi người đi ăn dã ngoại ngoài trời đúng không? Cô sẽ cùng nhau các bạn dịch nhá. I'm tired, tôi mệt quá. I need a break, tôi cần phải nghỉ ngơi một chút. I can help, tôi có thể giúp đỡ. Brian, what do you want? Brian, con muốn ăn gì nào? I want fish, please. It looks good. Con muốn ăn cá. Trông cũng rất là ngon đấy ạ. Okay, it's ready. Okay, sẵn sàng rồi đây. It looks bad. It smells bad. Oh, trông nó tệ quá. Mùi cũng rất là tệ nữa. It tastes bad too.
và vị của nó cũng rất là tệ nữa. Đấy, đây là một câu chuyện mọi người cùng nhau đi ăn dã ngoại đúng không? Và nướng cá thì nó bị cháy mất ấy. Đó, thì các con về nhà đọc lại bài này cho cô nha. Goodbye.